thái rừng là trạng thái lớp rừng chuyển hóa dở dang tế bào còn nhân và nguyên sinh chưa chuyển hóa hết thành rừng. Lớp rừng chuyển hóa dở dang gọi là lớp rừng non, rừng bở, rừng tạp kém chất lượng, bệnh không nguy hại đến sức khỏe nhưng lại gây nhiều phiền toái cho sinh hoạt hàng ngày. Được điều trị dứt điểm, bệnh sẽ dần ổn định. Tuy nhiên, nếu không tránh được các yếu tố nguy cơ, bệnh sẽ nhanh chóng phát và tình trạng bong chóc ra ngày càng nặng nề hơn. Nguyên nhân bệnh á rừng, quá trình hình thành bệnh á rừng được các chuyên gia bác sĩ khẳng định yếu tố kích hoạt quá trình gia tăng lớp rừng ngoài ra gây bệnh chính là do yếu tố cơ địa di truyền và yếu tố sinh hoạt bên ngoài gây nên. Tìm hiểu chi tiết các tác nhân gây bệnh này để biết cách phòng tránh. Yếu tố di truyền có khoảng gần 50% đối tượng mắc phải bệnh á rừng có liên quan tới yếu tố di truyền cơ địa, tức là quy định cấu trúc cơ địa ta sẽ truyền lại cho đời con cháu. Thế nên những người bị bệnh á rừng thường yếu tố người gây hân bệnh từ thế môi trường như ngoài bà yếu tố đi mẹ truyền mắc phải căn không bệnh thể này không kể tới một số tác nhân sẽ tác động gây bệnh á rừng nên biết như cậu do tiếp xúc hóa chất tiếp xúc với các chất gây kích ứng cao như xà phòng chất tẩy rửa hóa chất công nghiệp và sẽ gây tổn thương da dễ gây nên triệu chứng hình thành lớp rừng gây bệnh á rừng. Cậu do nhiễm khuẩn vết thương hở da bị chảy xước tổn thương nhưng không được chăm sóc vệ sinh đúng cách gây nhiễm khuẩn sẽ làm bùng phát lên các bệnh á rừng chóc vảy khá nghiêm trọng. Cậu do nguồn nước ô nhiễm khuẩn nước có chứa các chất bẩn độc hại nếu tiếp xúc thường xuyên sẽ làm da tay bong chóc dễ gây bệnh á rừng. Cậu do thiếu chất một tác nhân gây bệnh ít ai ngờ tới nữa đó là do thiếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe chất lượng lớp rừng ngoài da bùng phát căn bệnh này. Cậu do yếu tố thời tiết vào mùa đông da thường khô do bị mất nước thế nên đây cũng là thời điểm rất dễ mắc phải bệnh á rừng.
biểu hiện bệnh á đồng. Bệnh á đồng là một bệnh viêm đa cơ địa dị ứng, là một bệnh ngoài da khá phổ biến, có thể gặp ở nhiều vị trí da khác nhau, nhưng rõ rệt nhất là ở các đầu ngón tay, chân, gót chân, vùng bàn tay, chân bị á đồng thường khô rát, chóc da, nứt nẻ ở kia, gót chân và đầu các ngón. Nếu không giữ GIN vệ sinh, người bệnh dễ bị nhiễm khuẩn thứ phát gây sưng tấy. Vào mùa hè, vùng da bệnh bị ngứa, nổi mụn nước như trong bệnh tổ địa, lâu ngày có thể làm các móng tù tỉ lỗ chỗ. Vào mùa đông, tình trạng nứt nẻ càng nặng, phần da bệnh dễ bị toát ra rớm máu, nứt sâu ở gốc ngón gọi là nứt cổ già, đi lại đau điều trị bệnh á đồng bằng y học cổ truyền tại tỉnh Hải Phòng. Bên cạnh những phương pháp chữa bệnh á đồng nêu trên, ở Việt Nam, nhiều bệnh nhân vẫn chọn cách điều trị bằng thuốc y học cổ truyền. Đây là những bài thuốc được đúc kết bởi kinh nghiệm từ lâu đời của cha ông ta nên hoàn toàn phù hợp với cơ địa của người Việt, tránh được nguy cơ phản ứng hay dị ứng thuốc. Điểm mạnh của bài thuốc y học cổ truyền là sự lành tính và hiệu quả lâu dài, với thành phần là những cây thuốc quý trong dân gian. Hiện tại, chúng tôi có một bài thuốc bí truyền từ nhiều đời nay của cha ông, cùng với quá trình tiếp xúc quản lý nghiêm ngặt, thuốc được sử dụng đơn giản, không gây kích ứng da, đặc biệt là hiệu quả không bị phát sau khi đã điều trị khỏi.